Rawan là thế hệ tiếp theo của mạng lưới kinh doanh trực tuyến. Trong lần đầu tiên, chúng tôi cung cấp cho mọi người cách tiếp cận với công nghệ mới để xây dựng doanh nghiệp của chính họ và kiếm tiền lâu dài. Chúng tôi làm việc với ngành công nghệ trực tuyến lớn nhất và các công ty tốt nhất trong thương mại điện tử, du lịch, trò chơi, phong cách sống. Chúng tôi là doanh nghiệp 5 phút, không quan trọng kiến thức trước đây. Mọi người có thể bắt đầu trong một vài phút. Chúng tôi là 100% di động và mô hình cách mạng Rawan. Chúng tôi mang đến cho mọi người khả năng tiếp cận ở mọi nơi. Bất kỳ ai cũng có thể gia nhập vào vòng tròn Rawan và một kế hoạch giải thưởng lớn hơn chưa từng thấy. Có bao giờ bạn từng mơ ước sẽ trở thành người đầu tiên của cái gì đó chưa? Và đây là cơ hội của bạn. Trở thành người tiên phong, thay đổi tương lai của bạn mãi mãi. Chọn sản phẩm yêu thích của bạn, giới thiệu và nhận thanh toán chưa từng có trước đây. Hãy bắt đầu. Đăng ký. Bạn đăng ký với một đường link hoặc mã QR được gửi bởi nhà tài trợ của bạn. Mời. Nếu bạn muốn mọi người cùng tham gia, chỉ vào các webinar và mời mọi người tham gia bằng cách gửi link cá nhân hoặc là mã QR cho họ. Chọn cái yêu thích trong kho lưu trữ Brawan. Trong kho lưu trữ của Brawan, chọn và bốc sản phẩm và bạn yêu thích. Lấy thông tin và tham dự một sự kiện webinar để cập nhật những tin tức mới và xem qua sản phẩm. Nào, hãy tham gia vào xu hướng này. Chào đón đến với công ty tiếp thị nhanh nhất trên thế giới. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua các sản phẩm và khái niệm cơ bản về Rawan. Vì cho dù bạn có thể đã nghe điều này bao nhiêu lần trước đó thì nó vẫn luôn là một lời nhắc nhở tốt. Và cũng giống như Uber và Airbnb, Rawan của chúng tôi không bán bất kỳ sản phẩm nào của riêng mình. Chúng tôi tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của các công ty khác. Và chúng tôi tin tưởng vào việc mở ra cơ hội cho bất kỳ ai cũng có thể kinh doanh và để mọi thứ trở nên dễ dàng nhất có thể cho bạn. Chúng tôi đã phát triển một trang tổng quan và các công cụ để bạn có thể mang theo doanh nghiệp của bạn mọi lúc mọi nơi. Có các công cụ thông tin tổng quan trong văn phòng của bạn để giúp bạn phát triển doanh nghiệp. Bạn sẽ tìm thấy tất cả thông tin về sản phẩm của chúng tôi trong cửa hàng C-Store. Rawan là một phong trào tiếp thị toàn cầu. Mô hình của chúng tôi là sử dụng khuyến nghị và phát triển đám đông. Sử dụng các sản phẩm do chính bạn giới thiệu cho những người xung quanh và phát triển đám đông của bạn. Và ở từng giai đoạn, bạn kiếm được thông qua kế hoạch bồi thường, đánh bại thế giới của chúng tôi. Điều quan trọng là bạn phải đọc về những điều nên làm và không nên làm khi điều hành một doanh nghiệp khi tham gia Rawan. Chúng tôi giống như một chiếc xe, sẽ đưa bạn đến bất cứ nơi nào bạn muốn và chúng tôi sẽ cung cấp tất cả thông tin bạn cần để giúp hành trình của bạn trở nên an toàn và suôn sẻ. Nhưng bạn sẽ đi được bao xa và đến đó nhanh như thế nào là tùy thuộc vào bạn. Vì vậy, hãy đảm bảo luôn lắng nghe và học hỏi từ công ty, theo dõi các sự kiện và kiểm tra phần tin tức tại văn phòng của bạn. Chúng tôi luôn khuyến khích các thành viên của mình kiếm tiền hoa hồng và tiền thưởng thông qua nền tảng Rawan bằng cách sử dụng và giới thiệu các sản phẩm đối tác của chúng tôi để kiếm tiền thưởng cho khách hàng và trở thành một phần của nhóm hoạt động. Ở phần sau chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu rất nhiều điều thú vị mới. Vì vậy, hãy cứ chú ý để không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết thú vị nào mà chúng tôi sắp chia sẻ với bạn hôm nay. Nói chung, đây là thời điểm tuyệt vời để có mặt trong Rawan. Hãy đảm bảo rằng bạn tìm hiểu càng nhiều càng tốt về tất cả các sản phẩm, để đảm bảo rằng bạn đang sử dụng chúng chính xác và luôn đọc kỹ các điều khoản và điều kiện. Cảm ơn rất nhiều, Alice.